Đỗ Nguyên Hưng đến từ kênh Bóng Chuyển HD, fanpage Bóng Chuyển HD Live và thương hiệu Bóng Chuyển VSD. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyển Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi kèo đấu cặp đôi tự do. Ở bên này màn hình là Hà Nam đến từ Thái Nguyên, Hữu Bình đến từ miền Đông nước Anh. Bên kia là Họa Mi đến từ Thái Bình và cầu thủ áo xanh đến từ Thanh Hóa. Kèo chạm 25 điểm. Điểm số đầu tiên dành cho cặp đôi Hữu Bình và Hà Nam, 1-0. Điểm 1 đều. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Hà Nam 2-1. Phát bóng ăn điểm trực tiếp 3-1. Đó là đánh độ. Tiếng hô, tiếng thét và cái đập tay rất mạnh để khích lệ tinh thần cũng như động viên. Khí thế hừng hực. Khí thế mới là điều quan trọng mọi người ạ. Vào sàn đấu là phải muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, muốn đập chết anh thịt luôn. 4-1 rồi. Mặc dù kèo này cũng chỉ bằng 1/3 kèo vừa lúc thôi. Rồi phản công. Tấn công tốt của Hà Nam. Cầu thủ đang đi đôi giày của thương hiệu Bóng Chuyển VSD. Anh em nào có nhu cầu mua giày chuyên cài sân bê tông, có lót giảm chấn đỡ hại gối và lưng của thương hiệu Bóng Chuyển VSD thì anh em nhắn tin vào fanpage Bóng Chuyển HD Live mọi người nhé. Điểm cho cặp đôi bên kia 2-5. Cái bên đều có những pha phát bóng tấn công. Úi dồi. Hoàng Quốc Sử áo xanh giống Thắng Cồn. Không phải anh ạ, Thắng Cồn hôm qua cũng có mặt ở đây. Thắng Cồn to cao hơn bạn này. Bạn này là Trịnh Huynh nhé. 6-2. Điểm cho team của Họa Mi 3-6. Bóng trong sân 4-6. Ở kèo đấu trước thì cặp đôi bên kia không nghĩ rằng họ thắng nhanh như vậy. Nếu mà họ đánh với điểm số cách biệt khoảng 3 điểm sẽ có kèo lượt về. Và kèo lượt về thì chắc chắn áo xanh sẽ là người phát bóng, bởi vì áo xanh phát rất khó. Và khu vực Hà Đông này không ai dám đôi công với áo xanh, kể cả Họa Mi. Mặc dù áo xanh còn thấp hơn cả Đỗ Nguyên Hưng. Cơ hội cho Bình. Bỏ ngay của Hà Nam không được. Nếu như truyền lên cho Hữu Bình thì khả năng điểm số thuộc về cặp đôi này rất cao ở tình huống vừa rồi. Đó là một pha bỏ bóng không ăn điểm trực tiếp của Hà Nam. Điểm cho team Hữu Bình 8-5. Kèo đấu chạm 25 điểm.
Chữ Bình bảo sống chết mày phải truyền lên cho anh, không được bỏ như thế. Vâng, vừa rồi mạng bị lag mọi người ạ. Mạng bị lag để mình chỉnh lại cái wifi. Mạng lag cái tụt mất 200 lượt mắt rồi. Anh chị em lại giúp Đỗ Nguyên Hưng cho một chia sẻ đi. Ông đi Bình xuống sang cả bên anh đánh hả anh Thanh? Bạn Bình này thì ăn ở đây cả tuần nay rồi. Điểm cho team của Họa Mi 70. Xin chào hơn 400 anh chị em. Chuẩn một tốt rồi. Bóng đã bung chắn ra ngoài. Điểm cho team của Hữu Bình 11-7. Hữu Bình cười rất tươi. Cặp này là ngang nhau mọi người ạ, 50-50. Chuyền một bùng của Họa Mi 12-7. Sự nhăn nhó đã thể hiện lên rồi. Kèo này thực sự mà nói để với các cầu thủ ở sân này thì cũng là cao rồi. Mấy tê là cũng cao rồi. Cũng nhiều rồi. Nên họ thi đấu rất tập trung. Vâng, vẫn là Hữu Bình, những tiếng thét quen thuộc đã thét thẳng vào mặt đối phương. 13-7, khoảng cách là 6 điểm cho Hữu Bình và Hà Nam. Hữu Bình đến từ miền Đông nước Anh. Và Hà Nam thì đến từ miền nào của Thái Nguyên thì mình chưa biết. Có một số anh chị em chia sẻ đến từ Phổ Yên. Phổ Yên nơi đã có quyển Tịch Tà Kiếm Phổ. Mười ba bảy vẫn là những pha phát bóng tấn công bằng tay trái của Hà Nam. Hà Nam sinh năm 2K3. Lắm vạch rồi. Điểm cho team của Họa Mi 8-13. Bên ngoài thì anh em Đà Bắc vẫn đang trò chuyện với anh Đỗ Nguyên Thanh vui lắm, rất tươi. Họ vẫn đang cười rất vui. Và đây cũng là lần đầu tiên họ đến với Chảo Lửa VSD. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Họa Mi 11-14.
Vâng, mình đã thấy anh em Đà Bắc nói với dị nhân bao nhiêu cũng nhận, có lẽ họ lại sắp có kèo nữa rồi. Chứng tỏ anh em Đà Bắc hôm nay mang đến đây những cái bao rất to. Mình nghe thấy các bạn nói rằng bao nhiêu cũng nhận. Vâng, dị nhân đang rít thuốc. Điện biên xuống rồi. Hả? Điện biên xuống rồi. Điện biên xuống rồi à? Kìa, ngồi đằng kia chúng mình hát kìa được rồi đó. À, đến Điện Biên rồi. Sao lại ly bia nước à? Anh em Điện Biên đã có mặt tại chảo lửa VSD rồi. Như vậy bây giờ anh em Đà Bắc đã hết kèo. Nhưng chắc chắn nếu anh em Đà Bắc muốn đánh thì ai cũng tiếp. Bởi vì anh em Đà Bắc có lẽ là nói vui thôi nha. Cây ATM rồi. Nên anh em Đà Bắc về xem lại live thì đừng buồn Đỗ Nguyên Hưng nhá. Mình chia sẻ đó là ở khách quan, ở thật và những diễn biến của người làm truyền thông là phải nói lên sự thật, nói lên tất cả những cái điều gì mà trong phạm vi mình biết được. Còn ở ngoài thì mình chịu thôi. Và đó cũng chỉ là những câu chuyện vui. Phát bóng rất mạnh của anh em đây, thấy dị nhân đánh hay quá, anh em Điện Biên xuống ra đình tí. À vâng, chào anh ở Điện Biên à? Đúng rồi, anh em Điện Biên xuống. Vâng, Điện Biên là cũng cách mấy trăm cây đấy anh nhỉ? Đây có Hòa My này, có lần lên đấy tham gia giao lưu rồi. Điện Biên đi đông không anh? Hai anh em thôi. À hai anh em à? À. Đây mình một chú kia đánh thôi. À thế là anh kia đánh với dị nhân. Hùng. Anh kia to có 3 lần dị nhân. Thì dị nhân quả này đi rồi. Cái bóng khởi động đi, còn cái bóng rồi khởi động đi cho đây. Thế rồi nắng vào thẳng máy quay rồi. Sao nắng bây giờ nó lại đổi chiều sang hướng này nhỉ? Anh chắc cũng hay xem live đúng không? Bọn em ngày nào. À ngày nào xem ạ? Cả huyện luôn. Cả huyện luôn à? Rồi cảm ơn anh em Điện Biên nhé. Thế đấy bọn em có câu lạc bộ anh ạ. Bảo Hùng hay đi chơi nhưng mà Hùng bảo là xa quá. Rồi. Điện Biên thì cũng công nhận hơi xa, cũng phải mấy trăm cây anh nhỉ? Đi mình từ đây lên 500 cây. 500 cây à? Hay quá, hôm nay được họp lớp ạ. Vâng, ok các anh. Nhưng Hùng là đánh hay đấy. Quá hay anh ạ. Quá hay đấy anh ạ. Nên là đánh phải xem xét. Về kỹ năng là tốt. À. Hùng thì thôi cả nước biết rồi, không cần phải nói nhiều đến nữa rồi. Kỹ năng lúc 1 lúc 2 đang thua trục trực. Quá hay rồi. Tấn công quá tốt của Hà Nam. Anh em nào muốn bật cao tấn công tốt như Hà Nam thì liên hệ với thương hiệu bóng chuyền VSD để đặt những đôi giày chuyên cày sân bê tông, có lót giảm chấn đỡ hại gối và lưng mọi người nha. Giày có giá là 860.000 nhưng hiện tại vẫn đang được bán với giá là 680.000. Và anh chị em nào chuyển khoản trước được tặng thêm một bộ quần áo đấu. Thêm một điểm số đến từ pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Hà Nam. 19 13 điểm cho team của Hữu Bình 20-13. Mình không nghĩ rằng kèo đấu này lại cách biệt đến 7 điểm như vậy. Bởi vì áo xanh và Họa Mi là những cầu thủ thi đấu rất tốt. Phát bóng quá khó. Bóng trong sân 14-20. Hết rồi.
21-14, một trận với Hà Nam và dưới chỉ có một người phòng thủ. Vì vậy thực sự may mắn thì mới phòng thủ được mọi người. 21-14. Tranh chấp tốt của Hữu Bình, mình nhận thấy Hữu Bình những pha tranh chấp đều chiến thắng. Hữu Bình thì có thời gian thi đấu chủ công trong màu áo của Học viện Cảnh sát khắp các hội làng rồi. Từng cọ sát và thi đấu ở những đấu trường cao của hội làng cùng với các đội mạnh. Bởi vậy ít nhiều anh đã có những kinh nghiệm. Điểm cho team của Họa Mi 15-22. Tranh chấp thành công của Hà Nam 23-15. Tấn công tốt của Họa Mi 16-23. Mình quay một chút này về hai anh từ Điện Biên mọi người nhé. Và anh áo đen sẽ là người đánh với Dị Nhân. Phát bóng tốt của Họa Mi 17-23. Cơ hội vẫn còn nguyên. Bóng trong sân 18-23. Ngay lập tức hai cầu thủ bên kia xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây hai anh đến từ Điện Biên đây. Cách 500 cây. Quá xa mọi người ạ. Và thông tin như anh chia sẻ là anh có xem livestream và cả huyện xem. Và ngày nào cũng xem. 18-23. Bóng trong sân 19-23, có lẽ là pha phát bóng ăn điểm trực tiếp thứ tư của Họa Mi rồi. Nếu như có pha lật kèo thì quá hay. Set point cho Hữu Bình và Hà Nam 24-19. Điểm cho team của Họa Mi 20-24. Kết thúc kèo đấu, Hữu Bình và Hà Nam, cầu thủ đi đôi giày của thương hiệu bóng chuyền VSD đã giành chiến thắng với tỷ số 25-20 cho kèo đấu cặp đôi.